Và cái ông Phêu là cái người cũng là người Đức, thì ông lại giải thích cái phần thôi miên đó, là trong cái phần thôi miên này là cái phần trong cái tiềm thức của con người, người ta có nhiều cái bộ mặt khác nhau, thì người ta có gọi cái chứng đó là đa nhân cách. Cái đa nhân cách này á là nó thể hiện ở những cái, bây giờ mọi người nuôi con rồi đúng không? Nha, thì mọi người có để ý là con mình á, thí dụ mình đặt nó tên là Châu chẳng hạn, nhưng mà khi mà nó lớn lên chút xíu, nó đi học rồi, nó đến với trường, bạn bè nó nói bố ơi mẹ ơi đừng có kêu con là Châu nữa, mà kêu con là Bi đi, tại vì nó tiếp xúc với mọi người rồi sao tự nhiên nó tính chữ Bi, thì mình mới kêu Bi thì nó khoái lắm, còn kêu nó tên mà thiệt của nó không chịu nghe. Rồi dài bữa giờ nó nói con không thích chữ Bi, nó không thích chữ Sarah, bây giờ phải gọi là Sarah, nghe không? Rồi dài bữa đó, tức là nói dài bữa nhưng mà trong cái năm này qua năm kia nó không thích tên, nó thích Thủy Tiên, thì nó dời đổi cái tên đó. Cái đó là thể hiện đa nhân cách từ còn nhỏ mình thấy rồi đó. Mà không, mình không gọi đúng tên đó nó không chịu đâu nha, nghe không? Thế thì cái người mà làm thôi miên cũng vậy á, họ đi tìm lại cái bản chất của sự việc bằng cách đưa cái người bệnh này vô trong cái cơn thụy miên, cái người này vô cái thụy miên, rồi từ cái thụy miên họ mới tìm hiểu xem tại sao vậy, rồi bắt đầu họ mới đổi thay đổi để cho người đó quên hết đi những cái tên kia và còn một cái tên duy nhất của mình. Mà em nuôi dạy con em có thấy cái đó chưa? Bây giờ cháu thì em có cái là có một cháu 4 tuổi thì mẹ cháu bảo là cháu bị rối loạn cái tuổi lên 4. Thế nhưng mà em thấy cháu rất là nghịch, rất là vướng, nhưng ở với em thì lại rất là ngoan. Thì là đi ngủ là bắt đầu là em ru nó ngủ, xong rồi em bảo là kem của bà ngoan lắm nhỉ, kem của bà thông minh, học giỏi, ngoan lắm, kem ngoan, em nói gì nó cũng nghe. Thế nhưng mà mẹ nó thì cứ bảo là con vướng. Đó em cũng là làm thôi miên cho nó rồi đó. Em thì em bây giờ học em mới hiểu là em thì em chỉ là dùng cái cách là cứ đi ngủ thì là em là nói chuyện với nó, xoa lưng cho nó, xong rồi là em nói chuyện với nó em học bằng ngoan lắm nhỉ, em học giỏi, thông minh, chăm học, tại vì nó cứ hay, mẹ nó cứ hay cho đi học, nó hay khóc, nhưng em cho đi học không có khóc. Rồi người ta còn có thêm nữa là trong lúc cái con nó ngủ á thì mình kể những cái câu chuyện, mà những cái câu chuyện đó có tính giáo dục, câu chuyện đó có tính tích cực, thì mình lấy cuốn sách nào đó mà nó hay á, mà mình thích thì mình đọc, thì nó trong lúc nó ngủ thì nó tiếp nhận những cái thông tin đó, bắt đầu hiểu rồi ha, thì cái đó là mình cái cách chữa cho nó rồi. Mình chưa biết cái thôi miên nhưng mà mình đã biết là trong khi nó ngủ mình đọc những cái câu chuyện đó, thành thử là nó rất là thương em, nó rất là thích em, tại vì mỗi lần là nó ngủ nó cảm thấy em là một cái gì đó đem cho đến sự an lành và đem cho nó được nhiều cái hiểu biết trong cuộc sống, và nó sửa đổi ở đâu, nó sửa đổi trong lúc nó ngủ. Ok chưa? Rồi đó là vậy đó ha. Thì phải hiểu thì chúng ta sẽ thấy là cái bài học của mình đó, là nó rất là quan trọng. Vậy á là nhờ vào cái thôi miên á mà đi về hướng tích cực thì mình có thể thay đổi cái cuộc sống từ thể chất tức là những cái bệnh tật này nọ các thứ á, cho đến tinh thần. Nhưng mà mình phải hiểu một điều rất quan trọng là gì, đó là vấn đề tinh thần là cực kỳ quan trọng nhất, bởi vì cái tinh thần nó sẽ thay đổi toàn bộ cái những cái gì mà suy nghĩ tiêu cực, những cái gì suy nghĩ không đúng ở cái đứa bé đó, hoặc là ở một cái người bệnh đó ha. Bởi vì có những cái người tụi em sẽ, sau này tụi em sẽ gặp có những người họ tối ngày họ cứ than vãn hoài, họ cứ than họ bệnh này, họ than họ bệnh kia, mà thậm chí ngồi chung với những người khác á, người khác mà nói bệnh của họ thì cái người này cũng khai là mình cũng bệnh đó luôn à.
đó là than vãn, bệnh tật. Rồi có một cái bệnh nữa là bệnh lo sợ, cái gì cũng sợ đó, sợ chuyện này sợ chuyện kia, ra là đường thì sợ người này sợ người kia, mà sợ suốt vậy đó. Rồi cũng có những cái loại người mà lạ lùng lắm, tức là họ sợ dơ bẩn lắm, cái gì cũng phải sạch thiệt sạch, cái gì họ cũng không thể nào là họ tưởng tượng cái gì á mà đụng chút xíu dơ họ chịu không được. Thì cái cuộc sống phải thay đổi như cái đó, rồi trong tương lai mình sẽ nhìn thấy cái điều đó rất rõ. Ha, coi bài học tới đây là tạm dừng, nghỉ 10 phút.